Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2011. Chúng ta đang ở tại Chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada để cùng nhau kỷ niệm rằm tháng 10 năm Tân Mão. Quý vị có khỏe không? Hôm 2-3 ngày nay ở Edmonton với lại Regina rất là lạnh. Ngày hôm qua Pháp Hòa cũng như thường lệ là chuyến bay lúc 1 giờ. Nhưng mà ngày hôm qua buổi sáng 8 giờ rưỡi thì phải có cái đám tang. Đi an táng xong thì từ ở nơi an táng đó đi thẳng ra phi trường luôn. Và ở trên đó cũng rất là lạnh. Và hiện bây giờ là độ âm trừ 20 độ cộng thêm gió nữa thì chắc cũng khoảng 30. Ở đây cũng vậy. Tuy vậy nhưng mà ở trong trong chùa thì chúng ta rất là ấm. Có sưởi. Sưởi có tình đồng đạo với nhau. Và kính thưa đại chúng, có một câu chuyện kể là có một cô gái con nhà nghèo, cha mẹ chết sớm, thì cô phải đi ở cho người thân để kiếm tiền đi học. Thì người thân không có được dễ thương lắm, thường hay bóc lột cái sức lao động của cô. Nhưng mà cô cũng phấn đấu, cô ráng, cô học. Thì khi cô lớn lên thì vừa đi học vừa đi làm và xin đi kiếm cái việc làm part time, tức là làm ít giờ thôi. Thì sau nhiều lần đi thử việc thì cuối cùng cô đến cô làm cho một cái gia đình nhà giàu. Thì cái gia đình này giàu lắm, có một cậu con trai duy nhất. Nhưng mà cậu con trai này bị một cái tai nạn cưa hai cái chân. Cái tai nạn của cậu con trai này đó là do đi chơi, đi đua xe. Và cuối cùng do một cái tai nạn thì cậu con trai này bị cưa hai chân. Cậu này hồi nhỏ đó thì học rất là giỏi, khéo lắm, biết đàn và rất là có tài, học tiếng Anh rồi cũng giỏi lắm. Nhưng mà bởi vì trong gia đình cha mẹ không có hạnh phúc, cha mẹ thường hay cãi vã cho nên cậu buồn. Cậu đâm ra không còn thích đi học nữa, đi chơi. Đi theo bạn bè, nhậu nhẹt, đi chơi và đua xe. Thì hôm đó đua xe như thế nào đó mà đụng xe và cuối cùng phải cưa hai chân. Thì khi mà bị cưa hai chân như vậy đó thì cậu chỉ biết ở trong nhà thôi. Và người nhà bắt đầu mướn người về chăm sóc cho cậu. Nhưng mà rất nhiều người tới, không có ai hợp ý hết. Và cái quan trọng là cái điều mà cậu mong muốn là tự vận thôi. Tại vì không có ham sống nữa. Sống mà khổ quá, hai cái chân bây giờ đi không được nữa. Mới có 20 mấy tuổi thôi mà phải bị như vậy. Thì cái cô gái này được mời tới. Cô gái này được mời tới để chăm sóc cho cậu. Nhưng mà trong cái bản đăng báo á, là kiếm một người có một chút nhan sắc, hoạt bát, biết kể chuyện, biết làm vui, biết chơi. Tại vì bây giờ cậu này ngồi trên giường chỉ muốn tìm người khuây khỏa. Ai tới thì cậu cũng hất hủi vì cậu không có thấy người nào cậu thích hết. Nhưng mà mẹ đó, cha mẹ bây giờ hối hận. Con mình như vậy là cũng của mình ở trong đó. Bây giờ cho tiền nhiều lắm. Ở bên cạnh cậu có một cái gối. Và cậu đút tiền đô ở trong đó nhiều lắm. Ai tới là cậu có thể cậu tung tiền ra để mà mua cái vui nho nhỏ như vậy. Ai tới thì cậu cũng hay nói bây giờ có thể đi mua giùm tôi một gói thuốc chuột được không? Cho tôi chết. Thì cuối cùng á, cái cô này cô đi tìm việc hoài không được. Thì cô đăng, cô đọc trong báo, cô thấy người ta đăng cái tin này. Cô đi tới đó để cô xin việc. Thì Pháp Hòa nhớ là mỗi một người bước vô á, thì phải thông báo là tôi là người thứ mấy đi vào đây thử việc. Thì đến phiên cái cô này á, là cô thứ 13.
Bước vô cái thì cái cậu này còn hỏi mày là người thứ mấy, thì cái cô này phải trả lời tôi là người thứ mấy. Thì cái cô này cũng bước vô hỏi mày là người thứ mấy, tôi là người thứ 13. Đuổi không có cho. Nhưng mà cái cô này cũng lì lắm, cổ nghèo nhưng mà cổ thẳng tánh, không tham tiền, làm mấy giờ là ăn mấy giờ chứ không có bóc lột, không có chịu lợi dụng cái tình cảm người khác để lấy tiền. Thì Pháp Hòa nhớ cái lúc cái cậu đó ngồi trên trên giường, thì cái cô này mới nói, cái cậu này mới nói mày lấy đây tao biểu, mày ẵm tao xuống. Thì cô này nói ông bệnh chứ ông đâu có cục chân. Tại vì cái cô này cổ không có biết, cô chỉ tưởng chú này bệnh thôi. Khi mà cổ nói như vậy thì tự nhiên cái chú này chú buồn và chú quạo ra. Nhưng mà khi đó cổ cũng tới cổ vợ ẩm, thì dở cái chân, dở cái mền ra thì cổ mới giật mình. Lúc đó cổ hối hận cái lời nói của mình. Thì bắt đầu dịu xuống và hai bên mỗi ngày làm quen với nhau. Cái cô này cũng lì lắm, cái cậu này nói cái gì cổ cũng trả lời lại được hết á. Thì sau khi mà làm bạn á, những lúc buồn á, thì cái cô này buổi sáng á, là ăn sáng chỉ có mấy củ khoai thôi, cho nên mỗi sáng đi làm á, thì cầm một cái bịch khoai tới ăn. Thì cái chú này hỏi mày ăn gì vậy, nếu tôi ăn cái món của nhà nghèo cậu ăn được đâu, nó là mày đưa tao thử coi. Mở ra khoai, khoai mà ăn cái gì. Nên thì tại cậu giàu cổ ăn đồ ngon quen rồi, còn chúng tôi nghèo thì chỉ có món này thôi. Thử không? Chà, lột củ khoai ra chấm đường, ngon quá. Ăn củ khoai ngon quá. Thì cái bà vú bà ở, bà người ở đó, bà nhìn, bà thấy trời ơi cậu hai mình thường ngày được mệnh danh là cậu ấm. Thì cậu mới kể lại lý do nào mà cậu phải đi đến cái chuyện bệnh tật như thế này. Thì cô này cũng kể cái nhà, cái hoàn cảnh gia đình nghèo. Và cô này, mẹ cô cũng chết vì những cái người đua xe. Đua xe bạc mạng, thì hai mẹ con đang đi bên vệ đường. Thì cái người đua xe đó tuột dốc như thế nào đó mà lũi vô. Bà bị văng ra, bà đập đầu vô trong tường, bà chết tại chỗ. Thì bây giờ đi, cô này lớn lên đi làm cũng gặp một cái cậu gì đua xe mà cục hai chân. Nhưng mà vì sau khi cục hai chân thì cậu này không còn thiết để sống nữa. Vì mình là một người ăn chơi mà, bây giờ bắt mình ngồi như vậy mình chịu đâu có nổi. Thì có một lần á, cô này mang đến cho cậu này một cái phong linh làm bằng tre, treo ngay cửa sổ. Cậu hỏi cái đó là cái gì vậy? Nói khi nào gió đó, nó thổi cái này. Kể cái lúc đang ăn khoai vậy thì gió nó thổi, thì cái tiếng phong linh đó nó lắc lên. Thì cô này nói đừng có nói chuyện, nghe đi, hay không? Thì cậu này mới nói tôi thường nghe nhạc xé màng nhĩ rồi, bây giờ nghe mấy cái này không quen. Cậu mới nói đó là tiếng của gió. Tại vì nếu mà gió mà không có một cái gì đó thì mình không có nghe được cái âm thanh của gió. Cho nên nhờ cái phong linh bằng tre đó, mà mình bằng trúc đó, mà mình có thể nghe được cái tiếng của gió. Thì cô này tập cho cậu này nghe những cái tiếng êm dịu. Thì có một lần đẩy xe ra ngoài bãi cỏ ngồi nói chuyện, thì cái cậu này mới hỏi cái cô này, con người sống để làm gì? Sống để làm gì? Thì cái cô này mới nói rằng sống để vươn lên. Con người sống để vươn lên. Thì cô này mới nói bây giờ cậu có dám đua với tôi không? Thì cậu mới nói đua, đua với ai? Hai chân tôi như vậy mà đua với ai? Cô này nói không, tôi muốn đua với cậu. Đua sống có ích. Con người mình á, có tật hai cái chân đi không được, nhưng mà đâu có ai cản trở cái ý chí cao siêu của mình. Mình đi không được là bằng cái đôi chân thôi, nhưng mà mình ngồi đó, nhưng mà cái ý tưởng cao siêu của mình nó có thể vượt. Thì sao nhiều lời khai thị. Ở ngoài đời người ta nói là những lời khuyến khích, nhưng mà trong nhà đạo ta có một cái danh từ gọi là khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Chỉ cho rõ, nói cho rõ cho người đó hiểu cái chỗ đó. Thì cô này cũng mới nói rằng con người mình có bệnh tật thì chỉ bệnh tật cái thân,
Nhưng mà đâu có ai cản trở cái tâm hồn, cái ý chí cao siêu của mình. Thì cổ mới nói không có cái, không có cái, không có cái hoàn cảnh nào tuyệt vọng hết, chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh. Cô nói như vậy. Thì nói xong thì cô này đi về. Thì khi mà cô này đi về đó, ngày hôm sau lại đó, thì cái cậu này sai người nhà đến mang cho cô một cái hộp. Ở trong đó có rất, có khoảng chừng 1.000 đô, xếp hình con hạc bỏ vô đó. Và ở giữa cái hộp có một cái hoa màu, hoa hồng xếp bằng giấy, và đó là bức thư cậu này viết cho cô ta và xếp thành cái hình hoa hồng để trong cái hộp đó. Và khi cái cô này mở ra thấy tiền ở trong đó được xếp thành những con hạt, và ở trong đó có một cái hoa, thì cô mở ra thì đó là cái bức thư. Thì cái nội dung bức thư rằng cô không cần phải tới làm việc cho tôi nữa, cô cứ lo đi học đi. Những con hạt trắng này tôi tặng cho cô để làm lộ hành, để đi học. Đừng có chảnh, nhận đi. Đó là tấm lòng của tôi. Tại cái cô này chảnh lắm, nghèo mà chảnh lắm, không có biểu nhận tiền không. Pháp Hòa nhớ là chuyện kể là cô có một lần cậu này biểu cô phải tới nguyên ngày và được trả 100 đô. Cô đi làm có nửa ngày thì cậu này đương 100 đô. Cậu nói không, cậu tiêu tôi tới đây nguyên ngày thì lấy 100, bây giờ nửa ngày lấy phân nửa. Khi đi ra thì cha mẹ cô này mừng lắm. Chưa hề bao giờ con tôi nó đi ra sân cỏ nó ngồi đã đánh đàn, mà từ ngày nó quen với cô được có mấy ngày thôi mà nó đi ra sân cỏ, nó biết nó đánh đàn, nó phục hồi lại cái tài năng của nó ngày xưa. Bỏ tiền vô bao thư lì xì, con nhận rồi, con không có nhận nữa. Chờ khi cái cậu này cũng biết cái tánh cô này, khi không mà đưa tiền tới như vậy là chắc chắn cô không nhận đâu. Chờ phải thêm một câu, tôi gửi cho cô 10 con hạt trắng để đi học, đừng có chảnh, nhận đi. Tối hôm qua tôi ngủ không có được, tối hôm qua tôi đã bị những cái lời đối thoại của cô làm cho tôi suy nghĩ và tôi tỉnh lại. Bây giờ tôi quyết định mở một cuộc đua với tôi, với cô. Mấy năm sau mình sẽ gặp lại, nhớ chờ tôi ở cuối đường. Tại vì sao? Tại vì bây giờ là một cuộc đua, nếu mà ai tới thì nhớ sẽ gặp nhau ở cuối đường. Thì cái cô này, cái cậu này, cậu nói một câu Pháp Hòa rất là thấy hay. Cậu nói rằng 10 con hạt trắng này chỉ bằng một chai rượu, chỉ bằng một chai rượu mà tôi đã đốt cuộc đời của tôi trong những đêm hoang vu. Câu nói rất hay. Tại vì có nhiều khi 1.000 đô mình có thể giúp cho người ta đi học cả năm, nhưng nếu mình không biết xài, 1.000 đô đó có thể chỉ trong một chai rượu, có thể trong một buổi tiệc nào đó là mình xong. Cho nên cậu mới nói cô nhận đi, 10 con hạt trắng này tôi tặng cô để làm lộ phí đi học, cũng như để nói lên tấm lòng biết ơn của tôi đối với cô đã mở ra cho tôi. Và nó chỉ bằng một chai rượu tôi đã từng đốt cuộc đời của tôi ở những đêm hoang vu. Thì khi đó cô này nhận và đi học, thì 3 năm sau cô này trở thành một nhà báo, viết những cái lời khuyến khích những người khuyết tật và đã phá những cái gì không hay trong xã hội. Thì cái bài đó đó được nhiều khi người ta chấm và người ta thưởng. Cái cậu này đi làm chân và đã được gắn một đôi chân giả, và sau này trở thành một giám đốc của những cái trung tâm chế những phần mềm giúp đỡ cho người khuyết, người khiếm thị, người khuyết tật. Và cái cô này đi đến cái công ty đó và không ngờ là được nói chuyện phone với lại cái cậu này ở trên phone, mà cậu này giấu mới cho biết. Và sau này cậu này viết một cái quyển sách có tên là Chuyện Hai Người 4 ngày. Tại vì hai người gặp nhau và chỉ có 4 ngày làm việc thôi mà cậu này đã tỉnh cuộc đời. Và cậu đã được lãnh cái phần thưởng xuất sắc
khi mà viết cái quyển sách đó, chuyện hai người và bốn ngày. Có nhiều khi mình sống chỉ mình hai người thì có, mà 20 năm rồi mà chưa hiểu nhau, chưa khai thị được cho nhau. Người ta mới có gần nhau có 2 ngày, mà hai người mà 4 ngày thôi mà khai thị được cho nhau. Quý vị thấy hay không? Làm bạn với nhau có 2 ngày, có 4 ngày thôi mà khai thị được nhau, đi trên con đường an lạc. Bây giờ mình hai người thì có rồi đó, mà nhiều khi 40 năm rồi mà sao nó còn nguyên vậy? Không chừng cái tật nó còn lớn hơn nữa. Thì qua cái câu chuyện đó đó, nó cho chúng ta một cái bài học. Ở trên đời này có nhiều khi chúng ta chạy theo một cuộc đua. Quý vị thấy một cuộc đua xe, một cuộc đua danh, một cuộc đua lợi, mà chúng ta đang làm những cái người ở trong cái cuộc đua đó. Và rồi khi chúng ta thất bại, chúng ta không có thành công. Có nhiều khi mình lo đua ở trong một cái sự nghiệp của mình, thì mình lại quên rằng ở trong nhà mình, con cái của mình, người thân của mình đang rất cần mình. Cho đôi khi mình phải nhìn lại để mình thấy rằng bao nhiêu năm nay mình đã đua mà được gì, mình đã thắng được cái gì. Và nếu mình có thắng đây, cái bằng này mình đem về đây, mình để đây, nó có lợi ích gì cho mình? Mình phải hỏi mình đã từng ở trong những cuộc đua đó chưa. Vì vậy cho nên á, mình mới thấy rằng Đức Phật dạy á, mình sống là mình phải vươn lên. Vươn lên có nghĩa là đừng bao giờ mình bỏ cuộc. Mình phải đua. Chữ đua đây không có là hơn thua, hơn tranh, nhưng mà ý nói rằng bất cứ cái hoàn cảnh nào nó xảy đến đó, nó cũng đều là một cái phương tiện để cho chúng ta quán chiếu rồi chúng ta sống. Có nhiều khi mình bệnh một chút, nhưng mình quán chiếu lại, thì nhờ có bệnh vậy đó, cho nên mình mới có thì giờ mình bỏ bớt để mình tịnh dưỡng nè. Nếu không có bệnh thì mình không có biết tịnh dưỡng đâu, mình còn lo đủ thứ hết. Cho nên nhiều khi qua một cơn bệnh cái bắt đầu bán bớt tiệm, rồi bắt đầu bỏ bớt, bắt đầu tịnh dưỡng cũng tốt. Tại vì nhiều khi phải có một cái gì đó nó mới tỉnh thức mình, chứ không thôi mình nghĩ mình còn tốt lắm. Hồi chiều hôm qua Pháp Hòa có nói là hồi đó đó, những cái áo thun mà tay dài ở trong không bao giờ qua đụng vô. Tại vì sao? Lúc đó mình mới có 20 mấy tuổi, 10 mấy tuổi, mình còn khỏe lắm, mùa đông cũng ăn thua gì với mình hết đó. Bây giờ bắt đầu biết lạnh, sợ lạnh, thí dụ vậy, cho bắt đầu mình lo mình giữ ấm. Khi mà mình có những cái trục trặc gì đó thì mình mới biết là mình có thơ gửi tới rồi đó. Đúng không? Quý vị nhớ là mỗi người mình đó, khi bắt đầu những cái sợi tóc bạc mà có là mình có nhận thơ rồi đó. Đúng không? Đến khi nào mình nhận một cái thơ cuối cùng, cái final, cái tối hậu thơ. Cho mình phải biết quay về mình sống với cái phút giây hiện tại. Phút giây hiện tại là cái phút giây ngay bây giờ. Right here. Present moment. The present moment is a wonderful moment. Phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Muốn nói ngày mai, ngày mốt, nó chưa tới. Còn quá khứ thì nó đã qua rồi. Phút giây hiện tại. Mình được ngồi đây. Mình được ngồi đây là một hạnh phúc. Tại vì bây giờ có nhiều lúc có người muốn tới mà tới không được. Có thể là do kẹt tuyết, do lạnh quá, do xe không có đề được. Hôm nào mình ngủ được, mình thấy mình hạnh phúc. Hôm nào mình mất ngủ thì mình biết cái khổ của người mất ngủ. Mất ngủ nó khó chịu ghê lắm. Tại vì mình cứ nằm đó, mình lăn qua lộn lại, mình trằn trọc, mà mình thấy cái đêm nó dài lê thê. Mất ngủ rất là khó chịu. Dù không bệnh, nhưng mà mất ngủ nó cũng làm mình mệt mỏi. Cho nên đêm nào mình mất ngủ thì mình lại nhớ rằng những đêm mình ngủ ngon lành. Khi nào mình khổ á, thì mình phải thấy rằng có những người khổ hơn.
Cho mình thấy như vậy để cái mình biết rằng cái hoàn cảnh khổ của mình chưa đến nỗi đó. Có nhiều khi mình khổ nhưng mình may mắn á, mình cũng còn ở ngoài này nè. Thấy không? Về cái mặt vật chất không đến nỗi. Có nhiều người người ta khổ cả vật chất, khổ luôn cả tâm hồn. Còn mình bây giờ mình có khổ một chút tâm hồn nhưng mà về cái mặt vật chất không đến nỗi. Mình khổ nhưng mình may mắn mình còn có được những người bạn. Trong đời này á, có được bạn, một người cũng được, hai người cũng được. Nhưng mà những người bạn đó là phải những người bạn chân tình. Quý vị thấy hai người này á, thật ra là người, một người ở và một người chủ. Nhưng mà chỉ trong có 4 ngày thôi, họ đã trở thành bạn. Họ có thể nói chuyện được với nhau, họ có thể cởi mở được cho nhau. Và quý vị biết khi cái cô này lớn lên, cậu này cũng lớn và phục hồi lại sức khỏe và trở thành một giám đốc. Và hai người đã yêu nhau và hai người đã đi đến hôn lễ. Cái câu chuyện ngắn thôi nhưng mà rất là hay. Nó cho mình một cái bài học là chúng ta phải vươn lên. Phút giây hiện tại và chúng ta có được người bạn trong đời. Chứ ở trong chùa đó, mình đi chùa với nhau, mình có một người bạn để mình chia sẻ những cái nỗi niềm, là mình biết rằng mình có hạnh phúc lớn. Mình có để mình chia sẻ được những cái nỗi lòng của mình, người bạn có thể khuyến khích cho mình. Cho nên ở trong đời mình sống, một trong những cái điều hạnh phúc của mình đó là chúng ta có được người bạn. Pháp Hòa đã từng gặp những em không có bạn. Và mấy em này đã nói cho Pháp Hòa nghe rằng khi nào con buồn á, những cái tâm sự buồn á, con viết trong email. Rồi con mới gửi ở trong cái send đó, mà thiệt sự không có ai đọc hết á. Cái mail đó con mở rồi con viết trong đó, rồi con xếp trong đó thôi. Có một lần có một người trẻ nói với Pháp Hòa là tất cả những cái nỗi niềm của con ghi và con gửi trong cái mail đó. Và con nghĩ rằng mai mốt con già, trước khi con chết, con sẽ để lại cái password để cho người thân của con có thể vào đó đọc. Nhưng mà bây giờ không nói được. Quý vị thấy khổ không? Sống thì mình không có thể nói được, đợi tới chết mình mới cho người đó biết được những cái tâm tình của mình. Cho bây giờ mình có được một người thân để chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống, thì mình biết rằng đó là một hạnh phúc của mình. Hạnh phúc không có đâu xa hết á. Hạnh phúc nó ở ngay trong tầm tay của mình. Pháp Hòa có viết cái bài thơ mà Cội Bồ Đề, trong đó có 2 câu. Chiều nay dưới cội Bồ Đề, và trong đó có một câu là lá về trên tay. Pháp Hòa không nhớ cái câu gì đó mà là lá về trên tay. Thì có một em gọi tới: thầy ơi, con đọc thơ, cái bài thơ đó của thầy, mà con muốn biết là tại sao thầy cùng một bài thơ mà có 2 chỗ thầy nói khác nhau. Chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Rồi cái câu thứ 2 là chiều thu nắng đẹp phương này, vàng sân lá đổ, lá về trên tay. Pháp Hòa nói lá về trên tay là có nhiều khi cái hạnh phúc và cái hình ảnh đẹp là mình đang ngồi đây ngắm cảnh, tự nhiên một chiếc lá thu nó rớt xuống và nó rớt trên bàn tay của mình thì đẹp quá rồi còn gì nữa. Có nhiều khi mình chỉ cần ngồi mình nhìn một chiếc lá thu rơi xuống, đẹp quá rồi còn gì nữa. Cho nên cái hình ảnh nó, cái chiếc lá nó rơi xuống là tự nhiên nó cho mình một cái bài thơ. Thì Pháp Hòa mới nói cái lá về trên tay đó, nhiều khi cái hạnh phúc rất là đơn sơ, chỉ cần có được đôi tay và cầm được chiếc lá là hạnh phúc. Và cũng có ý rằng những cái hạnh phúc đơn giản đó nó nằm ngay ở trong tầm tay của mình, mà đôi khi mình đâu có biết. Có nhiều khi mình ăn mà không có thưởng thức được mùi vị gì hết á, người ta gọi là gì biết không? Thực bất tri kỳ vị. Ăn mà không biết mùi hương của thức ăn, thực bất tri kỳ vị. Còn bây giờ mình ăn mình biết thưởng thức cái này nó ngon, là vì sao? Vì cái lưỡi mình nó còn làm việc tốt. Hạnh phúc. Cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng trong đời mà có được một người bạn để mình chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống của mình là một hạnh phúc. Cho nên vợ chồng không phải mình đến với nhau bằng cái tình,
mà mình sống với nhau, mình tìm hiểu nhau để mình trở thành ra những người bạn đời với nhau. Tiếng Việt Nam gọi là bạn đời. Bạn đời là gì? Những người bạn ở trong đời của mình. Bạn mà có người bạn mà cũng có thể là tri kỷ. Phải không? À, tri là biết, kỷ cũng biết, biết mình gọi là tri kỷ. Tri kỷ là những người biết rất rõ về mình. Cho nên mới đầu mình gặp nhau, chào anh, tên gì đó, đó là mới gì, xã giao thôi. Xã giao tức là quen qua loa. Và mới gặp lần đầu gọi là sơ giao. Sơ giao là lần đầu gặp mặt. Bắt đầu kết thân với nhau, chơi với nhau lâu ngày rồi gì biết không? Thâm giao. Thâm giao là bắt đầu những người bạn lâu năm rồi. Và nói một cách rất là Việt Nam và thân thiện là gì? Bạn già. Nhớ cách đây một năm thì có một cái người bạn học chung với Pháp Hòa hồi nhỏ, thỉnh thoảng gặp nhau. Nhưng mà bây giờ nhìn tới nhìn lui thì những người bạn học chung ngày xưa bây giờ không còn mấy người ở đây, có những người đã dọn đi xa. Thì có một hôm anh tới chùa anh chơi, mà do anh vui quá làm sao không biết nữa, anh lệnh câu cổ Pháp Hòa, nói ông bạn già. Pháp Hòa nói ờ mình già rồi đó. Tại vì sao? Tại vì bây giờ lâu năm rồi, mấy chục năm học chung từ hồi nhỏ, bây giờ lâu lâu còn được gặp nhau. Bạn già. Người Việt Nam mình nói rất là thân. Bạn già. Thâm giao. Mới đầu mình gặp giao, mình xã giao, mình sơ giao, phải không? À, rồi ở mình chơi với nhau lâu năm gọi là thâm giao. Cho một người bạn á, là cái người để chia sẻ. Cho bạn mà chỉ biết tới và bóc lột của mình thôi thì bạn đó Phật gọi là gì biết không? Bạn đó là bạn như hoa. Bạn như hoa là khi nào hoa nó tươi thì mình chưng, hoa nó héo mình dục. Có những người bạn khi nào mình ta xài được, cái người ta tới với mình hết xài, người ta bỏ mình qua bên. Cho nên Phật nói là kết bạn gọi như vậy, gọi là kết bạn như hoa. Còn có những người họ đến với mình mà họ toan tính lắm. Họ so sánh những cái quà cáp, cái sự đối đãi ăn mặc nhà cửa với nhau đó. Phật gọi bạn đó là bạn như cân. Bỏ lên cái cân. Có nhiều khi người ta tặng cho mình một món quà xong rồi, cái mình để món quà đó. Coi đó, hôm rồi nó sinh nhật, ta tặng cho nó có món quà 50 đồng. Bữa nay ta phiên tao tặng ta 10 bạc. Bạn đó gọi bạn như cân. Phật nói trong kinh rất là hay. Có bốn loại bạn. Bạn như hoa, bạn như cân. Có một loại bạn nữa gọi là bạn như núi. Quý vị có biết không, kết bạn như núi là sao? Bây giờ ở trên đỉnh núi á, thường nó có những cái châu báu. Mà cái con chim á, mà nó lên nó đậu ở trên cái đỉnh của cái núi đó đó, thì tự nhiên cái bộ lông đó đó, nó làm sao? Nó được sáng rực bởi cái châu báu ở trên cái đỉnh đó. Cũng như thế, có những người bạn mình tới gần, mình có thể học hỏi, mình có thể được chiếu sáng bởi những cái hay của những người bạn đó. Có một lần cách đây không lâu, Pháp Hòa gặp một cái em sinh viên. Em mới nói, thầy ơi, con đi học chứ con gặp nhiều người ở đây, họ nổ lắm. Mà họ mạnh ai nấy nổ. Phải không? Thành thử ra, cái nhiều khi á, con cũng thử, con giả bộ con nổ. Họ biết con chứ, sinh viên nghèo làm gì. Và họ vẫn cười vậy, cái họ nổ lại, họ nổ hơn. À, thì mình sống á, có nhiều khi mình gần những cái người bạn á, để làm gì? Để mình ảnh hưởng những cái tốt. Cho nên Đức Ngài Quy Sơn á, thiền sư, Ngài cũng nói đó. Mình gần những cái bậc thiện tri thức á, để làm gì? Để từng giây từng phút mình thanh lọc cái thấy cái nghe của mình. Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn. Từng lúc mình nghe được những điều chưa bao giờ mình nghe. Cái hạng thứ tư là kết bạn như gì? Bạn như đất. Rất là vững. Người bạn đó rất là vững, có thể cho mình nương tựa. Người bạn đó có thể chấp nhận mình. Mình là ai thì người đó chơi với mình là như vậy. Có một người đã hỏi chứ tại sao anh yêu cô này? Thì anh này mới nói
Tại vì cô đó là cô đó thôi. Yêu em khi biết đó chỉ là em, không có cần gì hơn nữa. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Bài này nghe quen quá. Ai muốn biết thì kiếm bài này của Quang Dũng. Cái phút giây hiện tại mình nhìn lại mình thấy mình có một người bạn, mình hạnh phúc. Cái phút giây hiện tại này mình nhìn lại, mình thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày mình đã từng nói lên lời cảm ơn. Mình biết cảm ơn. Có nhiều khi mỗi sáng mình thức dậy đó, mình đọc một câu thần chú đi. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đó là một câu thần chú cho mình. Tại vì có nhiều khi mình sống không bao giờ không biết cảm ơn ai hết á. Có một câu chuyện mà nó cũng có tính cách nó nhắc nhở thôi. Thì có cái em này, người bình dân không có biết học gì hết, đi vô gặp một cái người, một cái người học cao. Thì cái người học cao nạt nộ và có vẻ như khinh thường em lắm. Thì đang nói chuyện như vậy thì có người tới tặng cho một món quà. Thì cái vị này cũng tỉnh queo, không có nói gì hết. Thì sau đó cái vị này mới mắng cái em kia: cô có biết tôi có bao nhiêu bằng cấp không? Thì cái cô này nói: dạ con không biết, tôi không biết ông có bao nhiêu bằng cấp, tôi không có bằng cấp gì hết, nhưng mà tôi thấy ông có, ông không có cái bằng cấp là bằng cấp gì tôi không biết, tôi không còn biết ông học cái gì, nhưng mà ông không biết cảm ơn người ta là tôi không phục. Tại sao người ta mang quà tới cho ông không có nói một lời cảm ơn, ông quay mặt chỗ khác rồi ông để cho người ta đi trong cái sự mắc cỡ như vậy. Thì những cái câu chuyện nó nho nhỏ như vậy thì nó đều là một cái lời khai thị cho mình đó. Đôi khi mình giật mình, đôi khi mình giật mình. Quý vị đi ăn điểm sắm, đi ăn điểm sắm, vô trong điểm sắm mà người ta rót trà cho mình mà mình ngồi mình gõ gõ cái tay xuống vậy là biểu lộ sự cảm ơn. Hôm trước bà có kể cái tích tại sao mình đưa cái tay như vậy, cho nên mình biết cảm ơn. Hồi nãy mình tụng kinh á, tụng xong Pháp Hòa đọc đó: đệ tử chúng con nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử chúng con nhớ ơn sư trưởng giáo huấn. Ai nữa? Các vị tín thí đàn na. Đệ tử chúng con nhớ ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Mình phải nhớ ơn, tại vì khi mình có nhớ ơn á, mình sống nó mới đàng hoàng. Thí dụ bây giờ á, người ta cho mình tiền, khi mình nghèo thì mình biết rằng mình nhận cái tiền này mình phải sống cho đàng hoàng. Vì cái tiền này người ta cực khổ lắm, người ta làm ra. Cho nên các em sinh viên mà đi ra nước ngoài đi du học á, thỉnh thoảng có dịp gặp á, Pháp Hòa hay nhắc lắm. Các em biết rằng các em được ra nước ngoài đi học á, đó là một may mắn lớn. Và cha mẹ đã hy sinh rất là nhiều, cực khổ rất là nhiều để cho các em có tiền ra nước ngoài đi học. Đừng có bao giờ mà mình phí tiền như vậy, xài không có đúng, cha mẹ không có biết. Mình có thể gọi phone về mình nói con cần tiền, nhưng mà coi chừng mình làm như vậy, cha mẹ vì thương mình xài phí như vậy là mình có tội với cha mẹ. Chứ không có phí, phải biết, phải mang cái tấm lòng biết ơn. Mà mình sống mình biết ơn á, nó rất là hay. Hồi nhỏ mình đi học ở bên Việt Nam á, quý vị nhớ là mình học cái bài học không? Uống một bát nước nhớ người đào ao gì đó, ăn một quả đào nhớ người trồng trọt. Không biết có ai nhớ cái bài đó, hồi đó qua nhớ qua học vậy đó. Nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát bóng cây nhớ người trồng trọt. Ăn một đi đò nhớ người chèo chống. Ăn một con ốc nhớ người đi mò, sang đò nhớ người chèo chống. Nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Những cái bài học đó mình phải học, để rồi luôn luôn mình mang cái tâm niệm là mình biết ơn. Vì khi mình biết ơn mình mới đền ơn sống. Mình phải quân bình cuộc sống. Quân bình là sao? Mình balance nó lại. Người Mỹ họ cũng có cái pháp đó, phải quân bình. Sống đơn giản, sống hồn nhiên. Đơn giản là sao? Đơn giản là mình bình thường. Chuyện vì những có nhiều khi mình ăn mặc bình thường nó thoải mái hơn.
năm cái phương pháp sống an vui đó là gì mà mình có được á, là có được phút giây hiện tại, có được một tâm hồn thanh thản, đơn giản, hồn nhiên, có một người bạn trong đời, có sự quân bình cuộc sống và có sự biết ơn. Khi mà mình có sống được như vậy đó thì mình không có lãng phí, mình không có phí cuộc đời của mình. Có nhiều khi mình hỏi lại á, mình đã sống trong đời tới giờ phút này mình được cái gì? Trước khi mà bay qua đây á, chiều hôm thứ sáu đó, Pháp Hòa có nhận một cái phone của một cô gọi đến và cô nói rằng con thường hay nằm chiêm bao á, con thấy một người thân của con về. Mà con để ý nha, hôm nào mà con tu tập đàng hoàng, con có tụng kinh, trong cái tháng đó con có sự tu tập á, thì con thấy cái người thân đó rất là vui với con. Và hôm nào mà con không có đi lại, con không có hành trì miên mật á, con không có tu giỏi đó, thì con thấy cái người thân đó về có vẻ buồn bã, khổ sở lắm. Thì Pháp Hòa nói, mình mới mượn cái cơ hội đó, thì Pháp Hòa mới nói rằng có thể rằng cái người thân đó muốn nhắc nhở cho cô. Cô mới nói đúng rồi, con qua đây bây giờ là 30 năm rồi, con vật lộn với đời, con chạy đua đủ thứ hết, rồi bây giờ con thấy cũng vậy thôi. Bây giờ mình chạy đi thì mình cũng cái nhà ăn nhiêu đó, cũng ở nhiêu đó, cũng vậy thôi, không có gì hơn hết á, phải không? Nhưng mà rồi cái mặt tâm linh của mình thì mình trống trải rất là lớn. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có quyền đi làm, không có phải, mình vẫn phải vươn lên. Nhưng mà mình phải luôn lên ở trong cái gì? Trong cái khả năng của mình. Và phải làm sao mình phải có quân bình cái cuộc sống của mình thì mới tốt. Cho nên Đức Phật á, quý vị thấy trong nhà chùa làm cái gì cũng hai bên. Cái chuông, cái mỏ, bình bông, dĩa, trái cây lúc nào cũng cân xứng như vậy. Để làm gì? Để nói lên rằng chúng ta phải quân bình. Chúng ta phải balance cái cuộc sống của mình. Mà cái này mà hơn cái kia, cái kia. Cái ví dụ lo tu không, cũng lo chuyện cơm nước gia đình gì là không được rồi đó, phải không? Rồi cứ lo một mặt vật chất mà quên cũng không được, phải quân bình. Cho nên đừng có nghĩ rằng á, tôi tu giờ ai muốn làm gì làm thì tôi không có để ý tới nữa, ai muốn cơm nước ăn sao ăn, tại tôi ăn chay. Mình ăn chay rồi mình quên bổn phận của mình đối với nhà cũng không có được, phải quân bình cuộc sống. Cho nên Phật dạy mình à, sống trong đời á, mình biết cảm ơn. Mình biết cảm ơn những cái sự có mặt của những người thân của mình. Cho bây giờ Pháp Hòa thấy là ở trên Internet á, có rất nhiều những cái tài liệu. Mình cần bất cứ cái gì mình có thể lên trên đó mình search được hết á. Thì biết rằng người ta đã nghĩ ra cái cách đó để người ta chế tác ra. Nhưng mà nó vẫn có cái mặt của nó. Ăn thua mình biết dùng nó như thế nào. Mình cảm ơn nhưng mà mình phải dùng như thế nào để cho nó mang lợi ích. Bây giờ người ta đi giảng kinh á, nhiều khi người ta không cần mang tài liệu nữa. Đem cái laptop, vô đó có internet, ta bấm, ta muốn kinh gì, ta đưa lên. Quý vị biết ở bên Đài Loan á, có những chùa bây giờ á, không có còn in kinh sách nữa. Tới giờ tụng kinh là người ta mở hai cái screen ở bên hai bên chánh điện lên. Và người ta đưa kinh lên ở trên cái bảng đó và đại chúng nhìn lên tụng. Như vậy thì người ta save được rất là nhiều giấy. Người ta không cần phải tốn hao những cái tài nguyên như cây cối để mà chế tác giấy nữa. Và những cái danh sách cầu an, cầu siêu, những cái đại lễ tụng hàng ngàn tên như vậy đó. Quý vị biết, người ta không có cần phải in ra giấy. Người ta viết ra rồi, người ta cho nó chạy trên computer và nó hiện lên cái screen. Bây giờ người ta có mở, ta có bán những cái hình mà mình save vô đó, là cái slide nó cứ 5 phút hay 3 phút nó chạy đó. Bây giờ người ta không cần làm hình, ta thờ ở trên bàn thờ nhiều như vậy. Ta save nó hết vô một cái memory stick. Ta để bàn thờ cứ 3 phút nó nhảy qua người. 3 phút nó nhảy qua người. 3 phút nó nhảy qua người. Hay lắm. Thời đại máy móc. Nó cái đó là nó làm cho mình thấy rằng cái nghệ thuật thôi. Nhưng mà ở cái mặt nào thì mình vẫn phải giữ, phải không? Mình giữ mình cứ phải làm. Nhưng mà mình thấy rằng người ta đã, bây giờ cái thời đại người ta đã đi đến những cái chuyện rồi, nhưng mà mình biết cách mình dùng.
Mình có thể dùng cái đó ở một cái mặt nào đó, một cái phương diện nào đó. Thì Hòa thấy rằng đưa cái danh sách lên như vậy cũng hay, khỏi cần phải in nhiều rồi lật mất công, phải không? Lên đó. Hay là người ta đưa kinh lên. Có một lần đó có một thầy lên tụng kinh. Thầy nhìn xuống thầy thấy Phật tử cái chùa đó không có một quyển kinh mà tụng ào ào. Thầy nói trời ơi Phật tử này tu gắt củ kiệu, ai cũng thuộc kinh hết trơn. Tới hậu nhìn quang bên thấy chữ nó chạy lên kia, ai cũng ngó. Bị ai cũng ngó lên tụng về, nói trời Phật tử thành tâm quá à, thuộc kinh lào lào mà ai cũng hướng về Phật tụng hết trơn. Họ đâu biết là hai bên hướng lên cái màn ảnh để đọc kinh. Cũng đó là một cái hình thức để người ta direct cái mind của mình, để giúp cho mình. Thì hôm nay á, Pháp Hòa về thăm đại chúng trong cái thời gian sáng hôm nay ngắn ngủi chúng ta gặp nhau, thì Pháp Hòa muốn mỗi lần gặp thì chúng ta chia sẻ với nhau một chút gì đó. Thì vừa qua Pháp Hòa có biết được cái câu chuyện một cuộc đua giữa hai người bạn trẻ, và Pháp Hòa thấy câu chuyện rất là hay. Nó có thể giúp ích cho những cái người trẻ trong cái xã hội bây giờ, cũng như những cái người mà lỡ mình có những cái đau thương, mình đừng có give up, mình phải vươn lên. Trong quý vị có nhớ bài thơ không? Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Phải không? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cuộc đời này nó biến chuyển vô cùng, phải không? Nhưng mà tâm mình bất biến là sao? Bất biến ở đây không có nghĩa là mình dửng dưng trước mọi cái hoàn cảnh, không. Thấy hết tất cả mọi hoàn cảnh đang xảy ra. Vì sao mình bất biến? Là bởi vì mình biết được cái lẽ thật. Chính mình thấy lẽ thật đó, cho nên mình tự mình thúc liễm, mình tự mình trở về với cái giây phút hiện tại mình đang sống. Mình đã bỏ ra 30 năm chạy đua theo cái gì đó, bây giờ mình hỏi lại mình được cái gì? Ta còn để lại gì không? Mình để lại cái gì? Rồi bây giờ mình thấy nè, khi mình nhìn các con của mình đó, nó lớn á, thì mình biết rằng á, mình mừng con mình lớn á, thì mình nhìn lại mình thì mình biết là mình sao? Mình cũng đã già. Và khi mình thấy con mình đã lớn, nó thành tựu, thì mình biết rằng mình đã già. Thì bây giờ mình chuẩn bị cái gì cho cái tuổi già của mình? Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ đó. Những cái lẽ thật như vậy không phải để mình buồn, để rồi mình khổ, để rồi mình sống bi quan. Không phải. Mà để cho chúng ta trở về, chúng ta sống thật hạnh phúc với những cái gì chúng ta đang có. Thì Pháp Hòa nhớ cái cậu mà, cái cậu thanh niên cục chân ở trong cái câu chuyện kể. Cậu nói một câu như thế này: cũng nhờ tôi bị như vậy mà ba mẹ tôi mới tỉnh thức và sống hòa thuận lại với nhau. Hồi trước kia hai vợ chồng làm có tiền lắm, mạnh ông xài, mạnh bà xài. Nhưng mà khi ăn chơi đó, và khi con mình bị như vậy, thì cái ông này ông mới nói một câu như thế này: ngày xưa mạnh tôi chơi, mạnh tôi phá của, mạnh bà phá của. Bởi vậy cho nên con mình nó mới ra được như nông nổi như thế này. Bà vợ hỏi: vậy bây giờ mình phải làm gì? Thì ông này mới nói: mình phải tu. Mình không tu làm sao con mình nó tu? Cái chữ tu của ổng không có nghĩa là gõ mõ đi chùa. Chữ tu đây có nghĩa là mình phải sống cho đàng hoàng trở lại. Thì bà này bà nói: tu gì kịp nữa, giờ này kịp nữa mà tu. Ổng nói chỉ cần tôi với bà quyết tâm tu thì không có gì không kịp hết. Phải không? Mình tỉnh lúc nào mình tu giờ đó. Cho hồi xưa có một cái người mà uống rượu say mà chạy vô chùa xin xuất gia, mà Phật vẫn cho xuất gia. Xỉn mà đi xuất gia, Phật vẫn cạo đầu cho đi tu. Người ta cự Phật quá chừng. Tôi nói trời ơi Phật làm chuyện gì kỳ quá, hết chuyện rồi đi cạo đầu cho ông xỉn. Phật nói cái ông này nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, không bao giờ biết khởi hai chữ xuất gia trong đầu, nhờ say mà phát tâm xuất gia. Thôi Như Lai khởi được cái ý, khởi cái tâm hai chữ xuất gia như vậy đó, Như Lai cạo đầu để gieo duyên.
Cho nên quý vị biết không, nhiều khi á chơi Pháp Hòa mới độ cho mấy chú nhỏ nhỏ ham vô chùa tu, và cho tu người ta hỏi nó nhỏ quá nó biết gì đâu, nó tu rồi thầy cho nó tu mai mốt nó nghỉ tu làm sao. Pháp Hòa mới nói một ngày nó còn ở trong chùa vẫn hơn một ngày nó ở đời. Bây giờ cái người đó họ vô chùa họ tu được một ngày, họ giảm khổ được một ngày, còn hơn họ không có một ngày an lạc. Quý vị thấy rõ điều đó. Cho nên á, cánh cửa phương tiện của nhà chùa mở ra, của đạo Phật mở ra để làm gì? Để tiếp độ vô lượng vô số những người bệnh tật. Chữ bệnh tật đem có nghĩa là thân bệnh, mà ở cái phương diện tâm bệnh. Chúng sanh cần cái đó, các vị Bồ Tát hiểu và cho cái thuốc đó. Nhưng mà biết tất cả các thuốc chỉ là phương tiện. Một khi người ta hết bệnh, ta đâu cần thuốc. Ta cần bệnh. Như có một bà bác đâu có bệnh gì đâu, nhưng mà nghe người ta bệnh là bác cũng bệnh theo. Bác hoàn toàn không có bệnh. Cho nên mấy người con của bác rất là sợ ai tới chơi với bác rồi nói tôi bệnh này bệnh kia lạng trác. Chiều về là các người con mệt lắm. Con ơi con, má cũng đau chỗ này, má cũng bệnh chỗ này, mà bác không có bệnh. Nhưng mà chỉ cần ai tới thăm bác thôi, nói trời chị khỏe quá ha, tôi lúc này tôi đau lưng quá. Cái nó ờ tôi cũng đau lưng, mà bình thường không nghe bác rên. Nhưng mà chỉ cần mỗi buổi sáng á, sáng nào bà cũng nói con cho má thuốc đi con, má bệnh quá. Má đâu có bệnh gì đâu uống thuốc. Thì mấy người con mới lấy viên multivitamin đó, đưa cho bà. Cái bà nghĩ đây là viên thuốc, uống hết bệnh cái cả ngày đã bà tỉnh queo à. Không. Thật ở đây có nhiều khi á, cái viên thuốc bổ mà mượn đó, là gì đó là một phương tiện. Tối nay mình học tiếp cái Đại Bi Sám Pháp thì mình sẽ thấy lại Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cho con sớm được phương tiện khéo. Không. Thì ở đây cũng vậy. Mỗi một cái ngày mình sống là mình biết rằng mình phải mở lòng mình ra để mình nhìn mọi người xung quanh mình. Hôm qua có một đạo hữu mới nói bây giờ làm sao cho con bớt chấp. Không. Giờ mình cứ quán đi, bao nhiêu năm nay mình chấp kia là mình chứa, phải không? Rồi bây giờ mình hỏi là mình coi những ngày qua mình chứa nhiều rồi mình được cái gì ngoài cái nặng nề. Phải không? Nặng nề ở trong tâm, nặng nề ở trên gương mặt, nặng nề ở trên con mắt. Và thậm chí nó rị cái miệng mình đó. Thường thường đó, mình buồn cái người ta vẽ cái miệng buồn như vậy nè. Phải không? Tại sao vậy? Tại vì cái nhiều cái buồn đau nó rị xuống. Nó rị xuống cho nên cái diện mạo của mình nó không có cười nổi. Mà khi mình thả nó ra cái tự nhiên cái đó nó như cái lò xo, nó rã ra cái nó bật lên trở lại cái nó cười. Cái người có một người hỏi thầy, thầy tại sao mà mỗi lần ăn cơm xong no cái nó buồn ngủ à? Cái mà nó dễ hiểu lắm, tại vì cái sợi dây và cái bao tử á, nó ăn thông với sợi dây thần kinh con mắt. Tại vì mỗi khi ăn no cái nó rị mắt xuống làm buồn ngủ. Không, cho nên cũng cái dấu đó thôi. Hễ mà mình cột nhiều hai bên đúng không? Xoay qua bên trái cũng giận người bên trái, xoay qua bên phải giận người bên phải, cái hai cái đó nó cột mình xuống, nó rị cái đó xuống. À, còn bây giờ á mình mà buông qua bên cái không lẽ giờ nó chạy về thôi, kỳ lắm phải không? Buông ra hết hai bên cái nó bật cái lò xo lên, cái dấu buồn đó nó bật lên nó làm cười. Ở Việt Nam mình ta muốn biểu, người ta biểu lộ cái logo, cái mẫu mà tới giờ hát cải lương á, nó vẽ hai cái hình, cái mặt cười, cái mặt khóc đó, nhớ không? Hồi nhỏ mà mỗi lần mà thấy cái đó là tới giờ cải lương rồi đó nghe. Ăn thua mình nhìn. Cũng cái tuồng đó mà vô đó coi đó, có người thích, có người không thích. Nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả chúng ta, kẻ thích, người không thích đều chạy theo cái gì? Cái huyễn hết. Không, cho nên kinh Viên Giác mới nói đó, mình đó, tri huyễn là mình tức ly, ly huyễn là tức giác. Người mà biết nó là huyễn thì liền lìa, mà đã lìa được nó là người giác. Mình cũng vậy thôi. Mình ôm một khối đó, rốt cuộc mình nói trời, tự nhiên chuyện người ta rồi mình ôm nhiều để làm gì? Buồn khổ. Phải không? Thành thử ra mình mới thấy rằng trong bao nhiêu ngày qua mình buồn khổ, mình ôm chặt, thì mình tự mình trói mình, tự mình cột mình, tự mình làm mình phiền muộn. Giờ mình thả được ra bớt. Không phải dễ đâu. Cái này không phải lý thuyết, cái này phải có sự thực tập. Chứ đừng ở đấy gặp ai cũng nói xả đi, xả đi. Phải không? Kêu xả mà rốt cuộc rồi mình cũng nguyên à. Cái người ta mới xây qua, người ta mới nói với mình á, thì tại không phải của
Kim mà không chích vô anh thì sao anh biết đau phải không? Kim mà chích vô mình thì mình mới biết đau. Cho nên nhiều khi mình kêu người ta xả vậy mà mình chưa biết là mình có xả được không. Đó, cho nên bây giờ mình tập. Cho nên giáo pháp của Phật á, không phải nói không đâu. Mình phải đến, mình nếm, mình thực tập, mình mới thấy được cái mầu nhiệm. Cho nên tại sao người ta kêu là pháp Phật cao siêu mầu nhiệm. Mầu nhiệm ở cái chỗ là mình thực hành rồi mình mới thấy được cái vi diệu của nó. Chứ còn nói không thì ai nói không được. Nói không thì cái đó nó dễ. Nhưng mình thực hành được cái điều mà Phật dạy, rồi an lạc của tự tâm mình nó toát ra, thì người ta thấy trời ơi Phật Pháp mầu nhiệm quá, an lạc quá. Có nhiều người đó, họ email cho Pháp Hòa mấy chục năm trường, không bao giờ đi chùa, không bao giờ nghe giảng. Bây giờ con nghe được Phật Pháp rồi, con buông xả được những cái niềm đau nỗi khổ bao nhiêu năm qua, con nếm được cái an lạc, bây giờ con mới biết tại sao Phật Pháp gọi là vi diệu. Họ email cho Pháp Hòa, họ gửi thư. Những người chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ nghe Phật Pháp, nhưng mà khi cái khổ nó tận cùng rồi đó, thì nó có cái khuynh hướng nó muốn đi lên, thì tìm, nó đi tìm. Có một cô, một cái bạn trẻ đi tới nhà bạn chơi. Bạn nói chị ngồi chơi nghe, tôi mở cùng băng giảng chị nghe trong khi tôi đi lấy đồ. Thôi thôi làm ơn làm phước đừng có mở mấy ông thầy tôi nghe tôi mệt lắm. Mà nhất là có nhiều khi để cái băng giảng vô á, thì thầy thường hay niệm Nam Mô Bổn Sư đúng không? Nghe có ba chữ Bổn Sư mà nghe không nổi. Nói trời ơi tôi nghe ổng rên cái tôi muốn chết. Có ba câu thôi, Nam Mô Bổn Sư. Cái thường thường cái lệ của mình là trước khi giảng mình niệm á. Có nhiều người nghe không nổi đó nha, giảng thì nghe được mà ba câu niệm nó nghe không nổi, pass qua, bấm cho nó lẹ cho nó qua ba cái câu đó để nghe giảng thôi. Thì quý vị thấy không, đâu phải dễ nghe. Cho nên trong năm cái điều khó của cái người, của con người mình là gì, trong đó có gì? Nghe giáo pháp là khó, nghe được thân người là khó nè, được nghe đạo lý khó nè, được gặp minh sư khó nè, được gặp hảo đạo tràng khó nè. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, minh sư nan ngộ, hảo đạo tràng nan phùng. Được thân người khó, nghe lời lành khó, gặp minh sư khó, gặp được cái đạo tràng tốt khó. Bây giờ mình kiểm lại mình được không? Mình có được thân người, mình được nghe giáo pháp, mình được gặp minh sư, mình được gặp được đạo tràng tốt. Lần nào Pháp Hòa về, mỗi lần mà ăn cơm vui là một chú cũng tới ngồi gần đấy, tụi con hạnh phúc quá, tụi con rất là hạnh phúc. Lần nào có thầy về rồi cũng được ngồi ăn cơm như thế này, hạnh phúc quá. Hồi sáng này nữa, mới lên xe ăn chú cũng nói tụi con đây nhỏ nhỏ chứ thân nhau lắm. Nhỏ 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 đó, phải không? Nó gom lại chứ rộng quá cái nó rải ra. Thì thôi Pháp Hòa thăm đại chúng sáng hôm nay nha. Chúc tất cả quý vị an vui và có một cuối tuần đầm ấm. A Di Đà Phật.